Lương giống rau Kiên Giang 2000 em Vĩnh Thuận Kiên Giang. Size 500 em 1 kg. Nói size 500 nhưng mà size này còn có 400 rồi nha khách. 4000 em rau Đắk Lắk. Mỗi thùng 2000 nha em khách. Thùng này 2000 em. Cũng size 500 em 1 kg luôn. Mỗi thùng là 2000 em. 4000 đi Đắk Lắk. Còn lại đây là gia đi Sóc Trăng. Sóc Trăng 4000. Lương vàng đều đẹp nha khách. Đây là 2000 em. Size 300 em 1 kg. Giao khách Bạc Liêu. Bạc Liêu 1 thùng 2000 em. Size 300. Còn đây là 1 thùng size 500 em 1 kg luôn nha khách. Giao về là sỏi Kiên Giang. Đây là 1 thùng giao cho khách Quảng Ngãi. Size 500 luôn nha khách. Rất đều và rất đẹp. Đây lại một thùng nữa. Năm trăm em một ký, 2000 em. Giao cho khách Định Quán Đồng Nai. Bốn ngàn em. Giao Long Khánh Đồng Nai nha khách. Đây là hai thùng. Mỗi thùng 2000 là 4000. 4000 giao Long Khánh Đồng Nai. Lương rất vàng và rất đẹp nha khách. Đây một thùng 2000 nữa. 2000 này giao Tân Phú Đồng Nai. Cảm ơn quý khách hàng người xa đã ủng hộ Lương Giống Hoàng Lan trong thời gian qua. Hôm nay giao là 12 thùng. Tổng thể là 12 thùng. Quý khách có nhu cầu lương giống liên hệ cơ sở Hoàng Lan. Điện thoại 0913 779 746. Địa chỉ ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Lương giống Hoàng Lan giao hàng đi các tỉnh nha quý khách. Bắc Trung Nam đều có hết. Quý khách có nhu cầu alo 0913 779 746. Lan sẽ gửi hàng đi các tỉnh cho quý khách. Chúc quý khách một năm mới có nhiều thắng lợi mới.